Xin chào quý bà con nuôi tôm. Vừa qua thì Tép Bạc đã chính thức trở thành nhà phân phối của dòng thức ăn Thái Union tại thị trường Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay Tép sẽ hỗ trợ bà con test thử chất lượng của thức ăn Thái Union để xem dòng thức ăn đến từ Thái Lan này liệu có đem lại hiệu quả cao trong vụ nuôi của bà con hay không, cũng như là có xứng đáng với giá thành hay không. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thôi nha. Trước hết, để có thể biết được chất lượng của hạt thức ăn tốt hay là không tốt thì chúng ta hãy cùng nhau xét về yếu tố cảm quan trước. Và hiện tại thì Tép đã chuẩn bị sẵn một mẫu thức ăn đến từ Thái Union có mã là Aquafit 3M, thích hợp sử dụng cho size tôm từ 3 cho đến 12 gram và có kích cỡ là 1,5 ly để thực hiện cho lần thử nghiệm này. Đầu tiên, Tép sẽ lấy ra một lượng thức ăn nhỏ của Aquafit 3M để chúng ta cùng nhau xem qua. Sau khi để ra giấy trắng, chúng ta có thể thấy được màu sắc của hạt thức ăn rất là đẹp, có màu nâu và đen đậm. Điều này chứng tỏ rằng nguồn nguyên liệu tạo nên viên thức ăn này là cực kỳ chất lượng. Khi mà Thái Union đã quyết định sử dụng bột cá ngừ biển cao cấp để cung cấp thêm nguồn đạm dồi dào cho tôm, bổ sung thêm axit amin, axit béo v.v. với tỷ lệ cân bằng, giúp kích thích tính thèm ăn cũng như là dễ tiêu hóa và hấp thu ở tôm. Ngoài ra, khi bà con bốc thử một nắm thức ăn đến từ nhà Thái Union, bà con sẽ hoàn toàn cảm nhận được ngay là không có bất kỳ bụi mịn nào bám trên tay của mình. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi công nghệ sản xuất ra các viên thức ăn của Thái Union được đánh giá là nằm trong top đầu của châu Á hiện nay, giúp cho bà con yên tâm hơn về chất lượng của sản phẩm là hoàn toàn đạt chuẩn so với giá thành mà bà con phải bỏ ra. Còn về trực quan thì sau đây Tép sẽ test thử hai loại thức ăn vào hai ly nước khác nhau, một bên là của Thái Union và bên còn lại là của công ty khác, để cho bà con thấy rõ được sự khác biệt của cả hai là như thế nào. Và Tép sẽ múc đều mỗi bên là 2 muỗng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ ngâm cả hai trong khoảng cùng 1 tiếng, rồi sau đó hãy cùng nhau xem kết quả như thế nào nha. 1 hour later. Hiện tại thì 1 tiếng đã trôi qua và điều khác biệt đầu tiên mà bà con có thể nhìn thấy rõ nhất đó chính là màu nước của cả hai loại thức ăn đều có sự khác nhau hoàn toàn. Về phần công ty khác thì màu nước sẽ rất là đậm và trên mặt nước sẽ xuất hiện thêm những toán dầu. Chính điều này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường nước nuôi và gây tốn kém cho việc xử lý nước định kỳ của bà con. Trong khi đó, về mẫu nước của Thái Union thì dường như là không thấy bán dầu nổi lên, cũng như là màu nước vẫn còn rất trong và đẹp và không bị đục màu quá nhiều như là của công ty khác. Còn về độ tan của viên thức ăn thì Tép sẽ lấy ra một ít hạt đến từ 2 ly để cho bà con cùng xem qua. Về phần viên thức ăn của Thái Union thì viên vẫn còn rất là chắc chắn. Dí mạnh sẽ cảm nhận được độ đàn hồi, độ dẻo của viên thức ăn, chứng tỏ rằng độ bền của viên rất tốt. Còn về phần viên của công ty khác thì viên thức ăn đã có độ nát ngay từ khi mới chạm vào, không được bền như viên thức ăn đến từ nhà Thái Union. Cho nên khi sử dụng thức ăn đến từ nhà Thái Union thì tôm của bà con sẽ được ăn nhiều hơn, tiêu hóa tốt hơn khi so với lại của công ty khác. Ngoài ra, khi miết thử viên thức ăn của Thái Union, bà con sẽ thấy được độ mịn hoàn hảo, không xuất hiện bất kỳ hiện tượng vón cục nào. Và để có thể làm được điều đó chính là nhờ vào công nghệ sản xuất ra các viên thức ăn hiện đại đến từ nhà máy của Thái Union. Và với toàn bộ bài test so sánh ở trên, nhà Tép hy vọng rằng bà con đã có thể thấy được chất lượng thực sự của viên thức ăn đến từ nhà Thái Union khi so sánh với lại các loại thức ăn khác trên thị trường hiện nay. Nếu như bà con có bất kỳ thắc mắc nào muốn dành cho sản phẩm hoặc có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ thông qua Facebook của Tép Bạc hoặc số điện thoại ở phía bên dưới nha. Và Tép Bạc sẽ ngay lập tức phản hồi bà con. Thức ăn Thái Union cũng như là Tép Bạc sẽ luôn đồng hành và cùng đem đến những vụ nuôi thành công cho bà con nuôi tôm.